chuyên nghiệp ra sau. Đây vẫn là một tình huống mà Duy Nhất đang chiếm thế thượng phong. Quang Khải đang hoàn toàn thủ. Kịch. Rõ ràng là bây giờ một cú đấm thẳng tay. Bát giác của lần trong chiếc ngày hôm nay khi những võ sĩ tên tuổi bị các đối thủ vô danh hạ gục. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xem độc cô của bài là ngoài Việt Nam, đó là Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đối mặt với thử thách mang tên Trần Quang Khải ra sao. Dẫu sao thì đây cũng mới là lần đầu tiên Duy Nhất lên sàn MMA. Chắc chắn là cũng sẽ có những khác biệt, chúng ta cùng chờ đợi xem trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Những đòn đơn của Duy Nhất đều là rất cơ bản và rất chuẩn, rất standard. Thực tế thì Trần Quang Khải là võ sĩ đã được thay thế ở trong ngày thi đấu hôm nay, khi mà đối thủ đầu tiên của Nguyễn Trần Duy Nhất đó là Lý Minh Hậu đã từ chối thi đấu. Vừa có một đòn chân rất nặng của Duy Nhất đá vào vùng bắp chân của đối thủ. Và câu trả lời của Quang Khải. Quang Khải trẻ hơn rất nhiều. Năm nay mới 22 tuổi nhưng cũng đang thi đấu rất bình tĩnh trước một tượng đài của võ thuật Việt Nam. Xét về kinh nghiệm trên những võ đài ở khắp thế giới thì đương nhiên Duy Nhất được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng đây là một sàn đấu khác hoàn toàn so với tất cả những gì mà anh từng trải nghiệm trong sự nghiệp của mình. Nhưng vẫn là những cú quét ống đồng cực nặng của Duy Nhất vào bắp đùi của Quang Khải. Ở một trận đấu trước đó thì một võ sĩ của No One Muay Club của Duy Nhất là Dương Dĩ Tiến đã thua. Liệu Duy Nhất có thể giành được chiến thắng hay không? Trận đấu vẫn đang diễn ra một cách rất bình tĩnh, đã gần hết 2 phút thi đấu đầu tiên rồi. Chúng ta đang có khoảng thời gian hai võ sĩ thăm dò nhau và gần như chưa có bất cứ một điều gì liên quan tới MMA xuất hiện tại sàn bác giác vào lúc này, khi mà cái võ sĩ đều thể hiện những ngó đòn sở trường của mình ở các môn võ mà mình đã theo tập luyện. Đó là một tình huống đá cao và suýt chút nữa đã trúng vào đầu của Trần Quang Khải. Nhìn chung những đòn chân của Duy Nhất là quá kinh khủng. Đó cũng là những đặc trưng của Muay Thái. Những đòn chân, những cú đạp thẳng và có thể là những tình huống xoay người giật trỏ, những cú rơ ve nữa. Quang Khải có lẽ là cũng không dám tấn công vì bất cứ một sơ hở nào cũng sẽ dẫn tới hệ quả đáng tiếc trước Nguyễn Trần Duy Nhất. Phải nói rằng khi đối mặt cùng với một huyền thoại, một tượng đài thì không có bất cứ một võ sĩ trẻ nào có thể đạt được một hiệu cảm giác tâm lý tốt nhất. Hiệp đấu đầu tiên phải ngoại lệ. Chỉ còn 10 giây nữa mà thôi. Một hiệp đấu khá bình an dành cho Trần Quang Khải. 2 giây, 1 giây và hết giờ. Và hay đến như thế nào, cả trong tấn công lẫn trong phòng thủ. Đau rồi. Trên sàn lúc này thì chúng tôi đang thấy Quang Khải có dấu hiệu bị đau ở chân trái rồi. Anh đã lĩnh rất nhiều đòn vào khu vực đùi và gối trái. Và bây giờ thì anh đang có vẻ như di chuyển thật tốt. Nhưng đó là một đòn takedown đến từ Quang Khải. Nhưng Duy Nhất cũng rất tỉnh táo. Và bây giờ thì Duy Nhất đang khóa được cổ của Quang Khải rồi. Chúng ta cùng xem Duy Nhất sẽ đối mặt với tình huống raw play đầu tiên của mình trong sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp ra sao. Đây vẫn là một tình huống mà Duy Nhất đang chiếm thế thượng phong. Quang Khải đang hoàn toàn thủ. Trước khi tham dự lần championship thì Duy Nhất đã có khoảng thời gian để tập luyện MMA rồi võ tự vệ cùng với rất nhiều những đồng nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và khoảng thời gian đó sẽ là giúp ích rất nhiều cho Duy Nhất để có thể đối mặt với tình huống thế này, những tình huống đặc trưng của MMA. Đây chính là lúc mà chúng ta thấy được Duy Nhất có lẽ là hơi bỡ ngỡ để có thể tung ra được đòn quyết định với MMA này. Một đòn khóa xiết nào đó, anh đang cố gắng để tìm cách hạ gục đối thủ bằng một đòn. Duy Nhất đang bẻ cổ tay, bẻ khuỷu tay của đối phương. Vâng. Chưa có tap out. Và tap out rồi. Duy Nhất ở tình huống vừa rồi, thậm chí thưa quý vị, chúng tôi quan sát thấy anh đã nói với đối thủ là bỏ cuộc đi. Rõ ràng là Duy Nhất thi đấu với một tâm thế rất lớn. Võ thuật thực sự là một nghệ thuật với những trận đấu của những võ Duy Nhất ở vòng đấu tứ kết. Miếng đánh sở trường trong bộ môn Muay Thái của Nguyễn Trần Duy Nhất. Và vừa rồi là một cú đấm chính xác của Văn Tuấn.
cú đấm vòng chính xác rất bất ngờ của Văn Tuấn, và bây giờ là một lợi thế dành cho Võ Lý ở góc đài màu xanh. Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn. Brown rồi, liệu có một chiến thắng nhanh chóng nữa hay không? Bất ngờ đang được tạo ra trên lồng bát giác tại nhà thi đấu. Một thế triangle đang được tạo ra. Arm triangle. Duy Nhất đang gặp bất lợi. Võ Sĩ được đánh giá cao hơn. Bất ngờ dính đòn và sau đó đang bị gặp bất lợi trong một tình huống khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Bây giờ thì là rematch choke. Bây giờ là một tình huống rematch choke cho Văn Tuấn. Rất bất ngờ. Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Bản lĩnh của ông vua Muay Thái Việt Nam đang được tạo ra. Tuy nhiên bây giờ vào thế rồi. Rõ ràng là Văn Tuấn đã có được một lợi thế rất lớn. Liệu có được một tình huống rematch choke hay không? Cần thêm thời gian với một tình thế khóa xiết này. Duy Nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Một tình huống rematch choke hết sức chặt chẽ đã được tạo ra. Trọng tài sẽ quan sát, nếu như trong trường hợp Duy Nhất không tap out thì trọng tài hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu. Duy Nhất vẫn đang đủ sức để chống đỡ trong tình huống rematch choke này. Không khí trên các khán đài tại nhà thi đấu Rạch Miễu đang hết sức sôi nổi. Một bất ngờ đã được tạo ra bởi Văn Tuấn. Và Duy Nhất với bản lĩnh của mình cũng đang đứng vững cho đến thời điểm này. Đã gạt được một tay già của Văn Tuấn. Duy Nhất đã thoát ra khỏi thế nguy hiểm. Bây giờ là một thế rematch choke trọn vẹn đến từ Văn Tuấn. Khóa được chân. Liệu còn đủ lực để siết chặt hơn nữa hay không? Cần phải thêm lực. Duy Nhất vẫn đang chống đỡ. Bản lĩnh của nhà vô địch thế giới bộ môn Muay Thái. Bản lĩnh của nhà vô địch không cho phép Duy Nhất tap out. Anh vẫn đang chống đỡ. Vấn đề là sức bền của Văn Tuấn có còn đảm bảo. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên vẫn còn rất nhiều. Rất sôi nổi. Một bầu không khí tuyệt vời tại Lion Championship 2022. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những trận đấu hấp dẫn. Và ở trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn nữa. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Duy Nhất vẫn đang kiên trì để thoát ra. Vẫn chưa có được một chiến thắng bằng submission. Duy Nhất đã bằng kinh nghiệm của mình đã thoát ra. Chưa thể tạo ra được một tình huống rematch choke thực sự. Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Một thế kìm kẹp, một thế khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Tình huống rematch choke như này với nhiều võ sĩ, nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn đã tap out rồi. Bây giờ là cuộc chiến về ý chí. Một cuộc chiến về ý chí của cả người tấn công lẫn phòng thủ. Duy Nhất quá tốt để thoát ra khỏi tình huống kìm kẹp vừa rồi. Văn Tuấn sau khi nhận thấy không còn cơ hội để có thể tạo ra một tình huống rematch choke nữa, anh đã chủ động tạo thoát ra. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Bây giờ thì Duy Nhất lại là người có ưu thế. Hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Rất tuyệt vời. Nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn đó là một tình huống submission rồi. Văn Tuấn cũng đã cho thấy bản lĩnh cũng như khả năng thi đấu của mình.
rất cố gắng. Và có lẽ là anh chỉ trách tại sao đối thủ của mình là duy nhất mà thôi. Bởi vì đó là một tình huống mà anh hoàn toàn đã có được một chiến thắng submission. Tuy nhiên, duy nhất không cho phép mình bỏ cuộc, duy nhất không cho phép mình tap out. Và chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đẹp nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thi đấu đầy sôi nổi, một hiệp thi đấu đầy chất lượng. Những điều mà chúng ta đang chờ đợi ở Lion Championship tưởng chừng như là duy nhất sẽ có được một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, Văn Tuấn đã gây ra những bất ngờ. Một sự lo lắng trên khuôn mặt của người vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Duy Nhất đang gặp phải một đối thủ đáng gờm. Đó là một cú hết kích chính xác. Tiếp tục là một cú hết kích nữa. Đó là những biến đánh sở trường của Duy Nhất. Cú phang trụ rất nặng. Bây giờ thì Duy Nhất đã trở lại. Duy Nhất đã cẩn trọng hơn so với những gì mà anh đã thể hiện ở những phút thi đấu đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ nhất. Duy Nhất đã quyết tâm hơn rất nhiều. Sự cẩn trọng đã được thể hiện. Cú hai kích. Rõ ràng là bây giờ một cú đấm thẳng tay sau chính xác. Đó là một tình huống knock out. Duy Nhất đã chứng tỏ tại sao anh được gọi là độc cô cầu bại. Một cú đấm thẳng tay sau chính xác đã giúp cho anh có được chiến thắng knock out. Sau những gì đã thể hiện trong hiệp thi đấu thứ nhất thì Văn Tuấn đã không thể đứng vững. Người vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất đã rất vui. Một niềm vui vỡ òa. Tưởng chừng như anh sẽ gặp rất nhiều những bất lợi. Sau một hiệp thi đấu đầu tiên với đòn thế rematch chung. Nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn là Văn Tuấn đã có được chiến thắng submission. Thật bất ngờ, không thể hiểu nổi, không thể nghĩ rằng Duy Nhất lại có thể có được một chiến thắng sau những thế kim kẹp trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một cú đấm thẳng tay sau sở trường của mình, một chiến thắng knock out. Nếu như ai đặt dấu hỏi, nếu như ai chỉ xem hiệp thi đấu đầu tiên, người ta sẽ nói rằng Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn, ngay cả tôi. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch, bản lĩnh của độc cô cầu bại đã được thể hiện. Niềm vui trên khuôn mặt của người vợ Nguyễn Trần Duy Nhất sau khi anh giành chiến thắng lên ôm. Người chồng của mình đã thể hiện điều đó. Xin chúc mừng cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh đã có được chiến thắng knock out. Người vợ của anh đang vỡ òa trong cảm xúc. Một chiến thắng tuyệt vời. Đây xứng đáng là trận đấu mệt cạc. Đây xứng đáng là trận đấu mà chúng ta chờ đợi nhất trong tứ kết Lion Championship ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Võ sĩ Lê Văn Tuấn cũng đã có một trận đấu để đời và anh xứng đáng nhận được những tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị. Và hãy xin cùng nhìn ngắm lại những đòn tấn